Hôm nay Mega Gangnam rất vui khi được đón một vị khách đặc biệt. Chị tìm đến Mega Gangnam vài ngày trước 8 tháng 3 với mong muốn tìm lại nhan sắc độc bản của chính mình và cũng muốn gây bất ngờ cho chồng nhân dịp đặc biệt ý nghĩa này. Chị bị lão hóa ở cấp độ 4/5, tình trạng da bị thiếu hụt collagen, nếp nhăn khóe mắt và trán bắt đầu xuất hiện nhiều, rãnh cười hai bên khóe mũi khá sâu, hai bên má có dấu hiệu hớp và thiếu độ đàn hồi. Chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ trẻ hóa tự thân từ AI Mega Fiber để xử lý đa tác động, giúp chị trở lại đúng tuổi và tươi tắn hơn về sắc diện da nhé. Chào mọi người, mình tên là Trinh, năm nay mình 50 tuổi. Do tính chất công việc nên là vợ chồng mình phải thường xuyên ra ngoài dự tiệc và gặp gỡ khách hàng. Mỗi lần mà ra ngoài dự tiệc như vậy á thì mọi người ai cũng khen bảo ôi sao mà chồng Trinh nhìn phong độ đẹp trai. Mỗi lần mà mình nghe như vậy thì mình cảm thấy rất là thiếu tự tin luôn, bởi vì hai vợ chồng mình bằng tuổi mà. Mình không có nghĩ là cái thời gian giãn cách ở nhà là khiến cho da mình lão hóa một cách trầm trọng như vậy luôn. Hai cái nếp nhăn ở hai bên cái khóe mắt bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, và những cái vết thâm ở dưới cái vùng mắt này nhiều hơn nữa. Mình cảm thấy rất là căng thẳng và stress luôn. Bởi vậy mà nhiều lúc ông xã rủ mình ra ngoài để mà đi dự tiệc hay là gặp gỡ bạn bè thì hầu như mình đều từ chối. Mình không có muốn gặp ai hết. Mình hầu như là mất tự tin hoàn toàn vào cái làn da của mình. Và mỗi lần như vậy thì mình nhìn vào gương mình cũng chẳng muốn xoay gương nữa luôn. Mình cảm thấy là cái lỗ chân lông càng lúc nó càng nhiều hơn và to hơn nữa. Nên là mình rất là chán nản luôn, không có muốn làm bất cứ cái gì hết. Hai vợ chồng mình sống chung một nhà nhưng mà đôi lúc mình cũng cảm thấy rất là thiếu tự tin, đến nỗi mà mình gặp mặt ông xã mình còn không muốn gặp nữa. Mình ổng ở trên phòng khách thì mình lại đi xuống bếp, ổng ở dưới bếp thì mình lại đi vào phòng ngủ. Nên là các bạn có cảm giác là cái thiếu tự tin của mình tới mức độ nó trầm trọng như vậy luôn. Sau khi mà hết giãn cách đó thì tình cờ mình đi vào lại Mường Thanh thì mình thấy là Mega Gangnam mở cửa trở lại. Thì mình được các bạn tư vấn viên ở đây tư vấn cho mình rất là nhiều gói dịch vụ. Và bên cạnh đó thì có rất là nhiều cái công nghệ làm đẹp mới giúp cho trẻ hóa làn da. Thì mình rất là mừng luôn và mình quyết định mua ngay một gói liệu trình để mà cải thiện cái làn da của mình. Và tự thưởng cho mình một cái món quà thật là ý nghĩa trong cái ngày đặc biệt 8 tháng 3 này. Và nhất là làm cho ông xã mình và những cái người bạn thân gia đình của mình bất ngờ hơn với một cái diện mạo mới trẻ trung hơn và không còn thiếu tự tin nữa. Chị cho em hỏi cảm giác của mình trước khi làm nó như thế nào ạ? Nó có cảm thấy hồi hộp quá không ạ? Cảm giác của chị lúc này cũng hơi hồi hộp và lo lắng một chút, tại vì lần đầu tiên trải nghiệm dịch vụ nên chị không biết là khi mà làm xong thì mình có đẹp hơn không hay là như thế nào. Dạ, chị cứ yên tâm nha, cái này làm xong là mình sẽ thấy nó cải thiện rõ ràng cho mình và chị sẽ thấy nó đẹp hẳn luôn. Ồ, vậy thì phải đặt niềm tin ở bên em rất là nhiều, cảm ơn em. Dạ. Sau khi trải nghiệm dịch vụ Mega Fiber, mình cảm thấy cực kỳ tự tin và hạnh phúc lúc này với làn da của mình. Các bạn có thể nhìn thấy rõ là da mình được cải thiện rất là rõ rệt. Da mình trắng hồng hẳn lên, lỗ chân lông được thu nhỏ lại rất là nhiều. Vết nhăn ở hai bên khóe mắt cũng dần biến mất. Và đặc biệt là nơi hai cái vùng trũng của mắt mình đây nè, được lấp đầy rất là nhiều. Cảm ơn Mega Gangnam đã hỗ trợ mình thực hiện cái liệu trình này để giúp mình lấy lại sự tự tin.